Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 9 tháng 3, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Su Phì do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thành Ngọc Minh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với hai xã Tà Sứ Chóng và Bản Nhùng nhằm nắm bắt tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong tháng 2, phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2015. Đánh giá chung cho thấy, trong tháng 2, nhân dân hai xã đều vui Tết đón xuân với tinh thần đầm ấm, vui vẻ, an toàn và tiết kiệm. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo. Các xã đã tổ chức tốt các hoạt động vui xuân cho nhân dân, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các lễ hội truyền thống của địa phương. Cấp ủy chính quyền các xã đã tập trung chỉ đạo nhân dân làm đất và gieo trồng một số giống cây vụ xuân hè như cây ngô, cây đậu tương, lúa và rau đậu các loại. Chỉ đạo tốt công tác bảo vệ tại các trường học. Đến thời điểm hiện tại, các trường học trên địa bàn hai xã, các giáo viên và học sinh đã tập trung trở lại để dạy và học bình thường. Về công tác chuẩn bị đại hội Đảng, đến nay công tác chuẩn bị các điều kiện về nhân sự cũng như các văn kiện đại hội, cơ sở vật chất và dự trù kinh phí cho đại hội đã và đang được hai xã tiến hành theo đúng trình tự các bước, đảm bảo đúng quy trình hướng dẫn của cấp trên. Qua kiểm tra tình hình thực tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Su Phì Thành Ngọc Minh đánh giá cao những kết quả mà hai xã Tà Sứ Chóng và Bản Nhùng đạt được trên các lĩnh vực, đồng thời đề nghị các xã cần tập trung chỉ đạo nhân dân thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ xuân đảm bảo đúng khung thời vụ, có phương án phòng chống hạn hán và đảm bảo nước tưới tiêu cho cây trồng vụ xuân, làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hanh, chuẩn bị tốt các điều kiện cho trồng rừng năm 2015. Tiếp tục chỉ đạo các thôn tu sửa các tuyến đường liên thôn đảm bảo cho nhân dân đi lại được dễ dàng, đặc biệt là vào mùa mưa bão. Thực hiện tốt duy trì sĩ số học sinh ở các cấp học, làm tốt công tác tuyên truyền đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Về công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng sắp tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Su Phì Thành Ngọc Minh đề nghị hai xã cần nhanh chóng hoàn chỉnh toàn bộ văn kiện, kịch bản đại hội và các điều kiện đảm bảo cho đại hội Đảng bộ xã diễn ra thành công tốt đẹp. Trong những ngày này, khắp các địa phương trên địa bàn huyện Minh đã và đang dấy lên nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất để thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp. Trong đó có việc lựa chọn các công trình xây dựng để chào mừng đại hội. Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và việc huyện Minh phát động đăng ký đưa các công trình xây dựng chào mừng đại hội Đảng các cấp không chỉ giúp cho phong trào thi đua diễn ra sôi nổi mà còn góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, giúp cho bức tranh nông thôn miền núi của huyện ngày càng khoác trên mình một diện mạo mới. Năm đầu điểm công trình xây dựng được huyện chọn để chào mừng đại hội Đảng các cấp là nâng và sửa chữa tuyến đường Phắc Nghè, thị trấn Yên Minh, xây dựng nhà lớp học trường tiểu học Hữu Vinh, trường tiểu học Phú Lũng, trường tiểu học Bán trú Thắng Mố, trường phổ thông dân tộc Bán trú tiểu học Ngam La. Đến nay, các công trình này đã hoàn thành từ 60 đến 80% khối lượng công việc. Theo dự kiến, các công trình này đều được hoàn thành đúng dịp diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020. Có thể nói, những công trình phần việc mà các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị đã và đang thực hiện chào mừng Đại hội Đảng các cấp cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Minh nhằm tạo ra sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, đưa huyện vùng cao miền núi ngày một phát triển. Ngày 10 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Quang Phạm Hữu Chí đã có buổi làm việc với Đảng ủy, chính quyền và đoàn thể xã Đồng Tâm về kết quả triển khai thực hiện 8 tiêu chí thôn tự chủ tự quản. Thực hiện đề án thôn tự chủ tự quản, xã Đồng Tâm đã thành lập ban chỉ đạo và các thành viên phân công cụ thể cho các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của việc thực hiện đề án thôn tự chủ tự quản. Xã Đồng Tâm đã chọn thôn Trang làm thôn điểm của xã. Kết quả, thôn Trang cơ bản đã đạt được các tiêu chí. Đời sống của nhân dân trong thôn có mức tăng trưởng cao. Tỷ lệ hộ khá giàu tăng và tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. An ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, tỷ lệ học sinh đến trường được duy trì thường xuyên, cơ sở hạ tầng trong thôn được xây dựng. Các trục đường liên thôn đã được bê tông hóa, số hộ sử dụng điện lưới quốc gia chiếm 95%. Các công trình thủy lợi phục vụ cho sản xuất phát triển kinh tế cũng được nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng, kiên cố hóa. Trong thôn đã thành lập được ban quản lý quỹ phát triển thôn được trên 50 triệu đồng để giúp các hộ khó khăn phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo. Qua một năm triển khai và thực hiện thôn tự chủ tự quản, thôn Trang xã Đồng Tâm đã có 7 trên 8 tiêu chí đạt.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Quang Phạm Hữu Chí đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện đề án thôn tự chủ tự quản. Trong thời gian tới, đối với xã Đồng Tâm và thôn Trang, tiếp tục củng cố và xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý Phát triển thôn đi vào hoạt động có hiệu quả để giúp đỡ những hộ khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, năm 2015, xã tiếp tục triển khai cho các thôn tham gia đăng ký đề án thôn tự chủ tự quản. Trên cơ sở đó, huyện, xã có những cơ chế chính sách đầu tư xây dựng các hạng mục công trình phúc lợi phục vụ dân sinh trên địa bàn. Là một trong những công trình trọng điểm của xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, được khởi công từ năm 2009 do điều kiện nguồn vốn giải ngân khó khăn, đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng trước Đại hội Đảng các cấp. Trụ sở xã Đồng Yên với giá trị dự toán đã phê duyệt nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước là 6,4 tỷ đồng do Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Quang làm chủ đầu tư. Nguồn vốn đã được bố trí cho đơn vị thi công đến năm 2012 là 2,2 tỷ đồng và vốn vay của Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh Hà Giang là 500 triệu đồng. Đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hoàng Lộc. Mặc dù khó khăn về nguồn vốn, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hoàng Lộc đã chủ động huy động mọi nguồn vốn để thi công tiếp tục công trình, nhà trụ sở làm việc, nhà hội trưởng xã và các hạng mục khác. Đến nay công trình cơ bản đã được hoàn thành, dự kiến bàn giao vào tháng 4 năm 2015. Là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn, nhưng với sự tuyên truyền vận động, chị em phụ nữ của huyện Yên Minh luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Bên cạnh việc tích cực tham gia các hoạt động do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng như cơ sở tổ chức, nhiều chị em phụ nữ đã vươn lên làm giàu chính đáng. Gương làm kinh tế giỏi của chị Nguyễn Thị Liên tại xã Du Già, huyện Yên Minh là một điển hình như vậy. Được sự giới thiệu của cấp ủy, chính quyền xã Du Già, chúng tôi tới thăm gia đình chị Nguyễn Thị Liên, chi hội phụ nữ thôn Làng Khác A. Gia đình chị là hộ điển hình trong phát triển kinh tế của toàn thôn cũng như trong hội phụ nữ cấp cơ sở. Được vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện qua ủy thác của hội, chị đã mạnh dạn đầu tư nấu rượu, chăn nuôi lợn, chăn nuôi trâu bò và đào ao thả cá. Lúc đầu mới bắt tay vào phát triển kinh tế gia đình, chị cũng gặp không ít khó khăn vì chưa có kinh nghiệm. Nhưng bằng sự nhanh nhạy cũng như chịu thương, chịu khó, chị đã rút ra được quy trình chăn nuôi phù hợp cho hiệu quả cao. Từ nấu rượu, chị đã có nguồn thức ăn phong phú cho đàn lợn thịt. Rồi chị quyết định chăn nuôi lợn nái để có thể tự sản xuất con giống, đáp ứng việc chăn nuôi của gia đình. Đặc biệt, tận dụng nguồn nước phong phú của địa phương, gia đình chị đã tập nuôi cá thịt và cá giống. Mỗi năm thu nhập từ chăn nuôi cũng vài chục triệu đồng, giúp cho kinh tế gia đình chị thêm vững vàng hơn. Trong chi hội ở trong thôn thì cũng hơn 68 hội viên trong chi hội. Thì cũng bản thân tôi thì cũng được sự quan tâm thì cũng của xã, của đảng thì cũng quan tâm đến bản thân tôi thì cũng phát triển các mọi mặt kinh tế. Ngoài việc phát triển kinh tế gia đình, chị Liên còn tham gia rất năng động vào công tác xã hội với nhiều năm liền chị là chi hội trưởng chi hội phụ nữ của thôn. Chị là người thường xuyên tuyên truyền, vận động chị em trong chi hội đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình. Chi hội phụ nữ do chị làm chi hội trưởng là một trong những chi hội tiêu biểu của xã Du Già với việc duy trì hoạt động tích cực và thực hiện có hiệu quả việc thực hành tiết kiệm theo gương Bác để lấy nguồn vốn giúp nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no và xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Chị Liên không chỉ được chị em phụ nữ trong thôn yêu mến mà nhiều hộ còn tới tham quan, học tập mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị. Chị Liên là một cái chi hội trưởng rất là mạnh của xã, làm hàng năm chị cũng phấn đấu và thực hiện phát triển kinh tế của gia đình, cũng là từ gia đình mà đến xã hội. Chị đã động viên gia đình chồng con thực hiện làm theo chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Rồi chị còn vận động cả chị em hội viên cùng tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của tại thôn. Là người năng động, nhiệt tình trong công tác hội, nhanh nhẹn và mạnh dạn trong phát triển kinh tế, chị còn là người phụ nữ đảm đang, chăm lo chu toàn cho gia đình với sự trưởng thành của con cái. Và có thể khẳng định, mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị Liên không chỉ giúp gia đình thoát nghèo, làm giàu chính đáng mà còn là địa chỉ tham quan, học hỏi của nhiều chị em phụ nữ trong thôn.
chị Nguyễn Thị Liên, thôn Làng Khác A, xã Du Già, huyện Yên Minh chính là mẫu người phụ nữ đảm đang, biết xây dựng hạnh phúc cũng như làm giàu từ kinh tế hộ gia đình. Vụ xuân năm nay, huyện Quang Bình gieo cấy được trên 1.937 ha lúa, đạt 102% kế hoạch đã đề ra, với các giống lúa lai như HKT99, NYU838, PC6, BG1, Khang Dân 18 và một số giống lúa chất lượng khác. Để đảm bảo về năng suất và sản lượng, ngay từ trước Tết Ất Mùi 2015, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo các địa phương xác định cơ cấu giống, chủ động nạo vét, tu bổ kênh mương đảm bảo điều tiết, đáp ứng đủ nước phục vụ làm đất và gieo cấy. Ngành chức năng đã tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật phòng chống rét cho mạ, chăm sóc, thâm canh lúa, đồng thời phối hợp với các xã thị trấn, kịp thời cung ứng đủ giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho bà con nông dân. Hiện nay, cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, đang trong giai đoạn bắt đầu đẻ nhánh, Phòng Nông nghiệp huyện đã khuyến cáo bà con tập trung làm cỏ đợt 1, điều tiết nước hợp lý, bón phân cân đối giữa đạm, lân, kali để tăng khả năng chống chịu sâu bệnh và kích thích cây lúa đẻ nhánh. Ngoài ra, cần kết hợp với việc thường xuyên thăm đồng nhằm phát hiện sâu bệnh hại để kịp thời có các biện pháp phòng ngừa, đảm bảo cho lúa xuân phát triển tốt. Để đảm bảo đúng lịch thời vụ trồng cây ngô vụ xuân hè, hiện nay tranh thủ thời tiết trên địa bàn huyện đang có mưa. Những ngày này, bà con nông dân huyện Đồng Văn đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ gieo trồng ngô vụ xuân hè năm 2015. Theo kế hoạch năm 2015, toàn huyện trồng 6.312 ha diện tích cây ngô vụ xuân hè. Theo bộ cơ cấu giống ngô CP999, NK66, NK4300 và giống ngô địa phương. Đối với các hộ nghèo và cận nghèo, được Ủy ban Nhân dân huyện hỗ trợ 50% giá giống. Do đặc thù trên địa bàn huyện có hai tiểu vùng khí hậu khác nhau, nên theo sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện, đối với các xã phía Nam, tổ chức trồng từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 3. Các xã thị trấn phía Bắc trồng từ ngày 15 đến 30 tháng 3 năm 2015. Để đảm bảo đúng khung chỉ đạo lịch thời vụ của huyện, trong 2 ngày qua, các hộ đang tập trung nhân lực, tích cực ra nương làm đất để trồng ngô và các loại cây rau màu khác. Tính đến thời điểm hiện tại, hầu hết đối với các xã thị trấn đã trồng xong diện tích nương bằng phẳng. Diện tích còn lại tiếp tục được thực hiện xong trước ngày 30 tháng 3. Trong những năm qua, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng luôn được huyện Vị Xuyên quan tâm chú trọng, được đông đảo người dân tham gia hưởng ứng. Vào các ngày lễ Tết, huyện Vị Xuyên thường tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với hình thức đa dạng phong phú, được đông đảo các đơn vị và cán bộ, công nhân viên chức lao động tham gia. Năm 2014, đoàn nghệ thuật Vị Xuyên đã tổ chức biểu diễn trên 100 buổi phục vụ các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn, tham gia các buổi giao lưu văn nghệ và chương trình nghệ thuật tại các huyện bạn với 250 đội văn nghệ của chúng. Trong năm đã biểu diễn gần 600 buổi, trên 3.000 diễn viên tham gia, thu hút trên 500.000 lượt người xem. Văn nghệ dân gian ngày càng thu hút sự tham gia của người dân với 24 đội, biểu diễn gần 700 buổi, phục vụ trên 15.000 người. Từ sân chơi bổ ích này đã xuất hiện nhiều nhân tố tích cực cho phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của huyện Vị Xuyên. Bên cạnh đó, huyện còn thành lập đoàn tham gia chương trình liên hoan nghệ thuật dân ca dân vũ, nhạc dân tộc và trình diễn lễ hội truyền thống tỉnh Hà Giang, đạt giải A toàn đoàn. Hưởng ứng phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và xã hội hóa công tác thể dục thể thao, huyện Vị Xuyên tiếp tục đầu tư mở rộng và nâng cao hiệu quả phong trào thể dục thể thao quần chúng tại các xã thị trấn, huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo giáo dục thể chất cho nhân dân nhằm tăng cường sức khỏe, xây dựng con người phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Trong năm qua, huyện đã tổ chức được trên 80 lần thi đấu các môn thể thao tại huyện, các cơ quan, các xã thị trấn. Bên cạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao tại các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn, huyện Vị Xuyên còn tham gia các giải đấu do tỉnh tổ chức và đã đạt giải nhì toàn đoàn tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Hà Giang lần thứ 7 năm 2014. Huyện đã thành lập các đoàn tham gia thi đấu của tỉnh và cũng được giải cao, đặc biệt là với công tác đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng đến tất cả các vùng sâu vùng xa và được người dân đồng tình ủng hộ, chung tay góp sức để xây dựng các thiết chế văn hóa, cải tạo các sân bãi, sân chơi bãi tập, khắc phục những cái hạn chế của những năm trước để hoàn thành cái nhiệm vụ năm 2014. Và từ cái việc mà người dân đồng thuận
Cho nên là trong năm vừa qua thì các lễ hội truyền thống, các trò chơi dân gian mang đậm đà bản sắc dân tộc tiếp tục được giữ vững và phát huy, các di sản văn hóa được bảo tồn và khai thác có hiệu quả. Trong năm 2015, huyện Vị Xuyên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng bằng việc mở rộng và nâng cao hiệu quả phong trào thể dục thể thao tại các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn. Huy động sức mạnh toàn xã hội nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân, làm cho mỗi người dân được chăm lo và hưởng thụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần phát triển con người toàn diện cả về trí tuệ và thể chất, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của quê hương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hà Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin lần sau.